Đây là cái bắp chuối nè, nó có hai bắp chuối này là hồi sáng chị mới bẻ nè. Đây mới bẻ hôm nay là cái bắp mới nè, nhìn nè, nó không có bung cái bẹ này ra, chỉ cái bắp mới. Rồi còn cái này nè, là bắp này mình đã bẻ được 2 ngày. Đó, nó bung cái này ra là bắp à, là để bình thường nó bị bung ra luôn đúng không? Nó sẽ bị héo hơn cái bắp mới. À, mình bào là, thử coi này là bắp cũ hả chị? Bắp cũ. Thì đi ra chợ nếu ăn thì dĩ nhiên là bắp mới sẽ ngon hơn đúng không? Còn ở quán bán thì người ta sẽ bẻ bữa trước bữa sau người ta mới bán, mà mình mới đi mua là sẽ bắp cũ, chứ không bao giờ bắp mới bẻ trong nhà ra được. Nè, bắp chuối này mình mới hái hồi sáng nè, giờ mình bào ra nè, nó trắng như vậy nè, mình không để qua thuốc gì hết đâu. Tẩy chanh muối gì hết, mình chỉ bào nước này mình vớt qua nước kia là mình xả lại nó trắng lại, thấy không? Cái này là mới hái. Còn bây giờ á, mình thử bào một cái bắp chuối này mình đã hái 2-3 ngày nay rồi. Bây giờ mình bào thử coi nó có trắng như cái bắp mình mới hái ngày hôm nay hay không. Bây giờ mình thử ha, mình thử mình bào coi nó có trắng như bắp mới không. Cái vỏ chị còn để nhiều quá hả chị, không có bỏ bớt hả chị? Đúng rồi em, cái bắp chuối này nè, em đừng có lọt mà trắng bỏ hết mấy cái bẹ này, uổng lắm, nó không ngọt. Cái này nó mới ngọt nè, còn cái bẹ trắng ở trong nó không có ngọt. Cái đỏ đỏ này nó mới ngọt nè. Nhiều người người ta bảo là cái vỏ bên ngoài á chị, nó già á chị, cho nên là người ta hay bỏ hết á. Không, già vậy chứ nó ngọt, người ta tưởng là đỏ này là già là ăn nó sẽ bị không ngon cứng, nhưng mà bào ra ăn rất ngon, nó rất ngọt. Còn cái trắng bên trong nó không có ngọt bằng. Trắng non vậy chứ không có ngọt. Này em thấy là nó vẫn còn trắng quá trời luôn nè chị. Nó không, mình bào ra nó vẫn còn trắng quá chừng nè. Đây nè, đó mình đâu chứ mình đi đâu quán mình mua, ra chợ mình mua thì làm sao mà bắp mới hái được. Người ta đây. Nè, bây giờ cái bắp này là chị đã bẻ được 3 ngày nè. Cái này chị mới bào nè. Thấy không? Nó trắng phải không? Còn cái bắp này mình mới bẻ nè. Nó cũng giống như nhau thôi, nó cũng trắng thôi. Thấy không? Nó cũng trắng nè. Không có để gì hết. Bào là bỏ cứ thao này vớt nước qua thao kia để thôi, chứ không có để muối để chanh để giấm để gì hết đó. Rồi vớt ra nó không có bị đen. Khi mình bào vậy nè, buổi sáng không, mình vớt ra ngoài rổ mình để tới chiều nó cũng không có bị đen bắp nữa. Còn mình để chanh để giấm vô á, mình bào xong rồi mình xả rồi mình vớt ra để tới chiều đen thui.